Cái ngành học của em là bao nhiêu năm là em sẽ tốt nghiệp được nè? Dạ em học 4 năm. 4 năm mà bây giờ em đang năm thứ 2 rồi. Nghĩa là em chỉ cần 2 năm nữa thôi. Dạ vâng. Và sau khi ra trường thì mình tốn thời gian có thể khoảng nửa năm đến 1 năm để mình tìm việc làm. Dạ. Ok. Vậy thì cái vấn đề của em nó sẽ là như vậy. Như là câu chuyện của anh thì anh nói là anh phải tốn 10 năm rồi anh mới có bắt đầu có thể làm nghệ thuật được. Bởi vì lúc đó anh mới cảm thấy mình đầy đủ cái điều kiện về tài chính để làm nghệ thuật. Còn em thì bây giờ em sẽ cần thêm 2 năm nữa thôi. Anh nghĩ là thời gian từ đây đến đó em sẽ không cần phải lăn tăn quá nhiều. Em sẽ cần phải cố gắng học cho thật tốt cái ngành mà em đang học, để mà sao cho em có thể tốt nghiệp được với một cái năng lực đủ xuất sắc để em có thể tìm được một cái công việc mà với mức thu nhập cao nhất trong cái ngành của em mà em có thể tìm được. Sau đó khi mà em đã có được một cái công việc ổn định và thu nhập nó tương đối ổn định theo đúng cái mức lương mà mình mong muốn của cái ngành mình đào tạo, đó là ngành thiết kế đồ họa rồi, thì lúc này sẽ là lúc em tự do vùng vẫy với nghệ thuật hơn. Bởi vì ngoài cái thời gian đi làm, mình có thu nhập, mình lo gia đình rồi, thì mình sẽ dành thêm thời gian cho cái mảng đam mê này của mình. Và thậm chí trong cái thời gian này nè, khi em đang ở trường Văn Lang nè, anh nghĩ em hoàn toàn vẫn có thể tham gia được các hoạt động nghệ thuật của trường, ví dụ như là văn nghệ của lớp, các sinh hoạt đoàn, hay thậm chí là em vẫn có thể tiếp tục đi hát. Và nếu như em cảm thấy là em còn thiếu một cái điều gì đó trong cái lĩnh vực chuyên môn của âm nhạc mà em cần phải học á, thì giai đoạn này cũng có thể là cái giai đoạn em vừa học bên kia vừa học bên này. Và nếu như em gặp khó khăn gì trong việc tìm thầy cô, hoặc là về một cái vấn đề gì đó để mà khiến cho em không tiếp cận được với các lớp học đó, thì anh hoàn toàn có thể giúp em được. Dạ, em cảm ơn anh. Vậy thì anh muốn em chia sẻ nhiều hơn nữa là khi mà anh đã nói như vậy rồi thì cái vấn đề thật sự cốt lõi nó còn nằm lại trong người em, đó là cái vấn đề gì mà em khiến em lo lắng nhiều hơn? Cho Thúy nhắc lời một tí là Thúy đang nghĩ, bởi vì nói thật sự nha, mình là cũng ở trong ngành biểu diễn. Dạ. Cho nên Thúy nói thật sự là ngành biểu diễn là một trong những cái ngành mà có thể có được cái thu nhập ổn định. Và chúng ta nhẹ nhàng nhất với nó. Nói thật sự, bạn có thể hát một bài hát, bạn chỉ cần giọng hay thôi, một cái cảm âm thôi, bạn đã có thể kiếm được tiền. Bạn không phải lao động vất vả từ sáng tới tối, mà số tiền đó bằng người khác đi lao động vất vả rất nhiều. Vậy thì đó là một cái kênh để kiếm tiền rất là tốt. Và hiện nay bạn ấy nói là bạn ấy vẫn đang đi có cái nghề tay trái là làm ca sĩ, là đi hát không đều, nhưng mà cũng có. Vậy thì Thúy lại nghĩ rằng là bạn cũng cần phải trau dồi cái nghề của bạn, cái nghề ca sĩ á, nó thật sự xuất sắc hơn. Ở đây, để trở thành một ca sĩ nổi tiếng, bạn phải đòi hỏi rất nhiều. Một ekip, sự may mắn, sự cố gắng hết mình của bạn. Nhưng nếu bạn là một ca sĩ có thể thỏa mãn đam mê của mình, bạn cần cố gắng và dốc lòng với cái đam mê đó. Và cái việc rằng là chúng ta hết lòng với cái công việc của chúng ta trong mỗi một cái công việc nhỏ thôi, nhưng nó sẽ là những cái điểm cộng để cho bạn dấn bước trên con đường rất dài. Nói thật sự bản thân Thúy là tại vì cũng đã ngồi tham gia casting hay là làm đạo diễn, hai người diễn như nhau. Yeah. Thậm chí có người kia họ nổi bật hơn vì họ nổi tiếng hơn, nhưng mình sẵn sàng chọn cái bạn ít nổi bật hơn. Vì sao? Họ tử tế với nghề. Yeah. Thì Thúy nghĩ rằng là cái việc bạn tử tế với bất cứ công việc nào mà bạn nhận, kể cả công việc thiết kế đồ họa hay là cái công việc ca sĩ, thì cũng cần thiết. Và Thúy nghĩ rằng là ông bà mà nói là gái có công thì chồng không phụ. Yeah. Còn bản thân Thúy thì Thúy nghĩ rằng là cái nghề diễn xuất hay cái nghề sân khấu ca sĩ này kia nọ đó, khán giả sẽ nhìn và thấy mình ở cái sự hết lòng cho cái công việc của mình. Dạ. Dạ. Và tại sao có nhiều người á, không phải ca sĩ nào cũng hát hay, nhưng họ trở thành ngôi sao và họ cực kỳ nổi bật vì khán giả cảm nhận được cái năng lượng của họ. Dạ. Và Thúy nghĩ rằng là bạn hãy cố gắng từng ngày, hãy cố gắng từng chút, thì tất cả những thứ đó nó sẽ hỗ trợ cho bạn dễ dàng hơn trong cái công việc sau này rất là nhiều. Thật sự mà nói, bây giờ mình nhìn thẳng thắn nha, bạn ấy không cao to đẹp trai như siêu mẫu, nhìn vô phát là wow, tôi phải xem anh này. Vậy thì chắc chắn rằng là cái tình của bạn với cái công việc, cái tình của bạn gửi vào trong bài hát, cái tình của bạn cho khán giả, và thậm chí cả cái tình trong mỗi tác phẩm bạn vẽ ra ở trong cái nghề đồ họa của bạn, nó sẽ là cái điểm đặc biệt mà không ai có, chỉ một mình Nhật có thôi. Yeah. Tôi rất tin điều đó. Cảm ơn cô.